với các món hủ tiếu, phở, bánh canh, bún riêu, súp hay lẩu, nước dùng ngon quyết định quan trọng đến chất lượng món ăn. Làm sao để nước dùng ngọt thơm đậm đà? Người nấu sẽ sử dụng xương thịt nấu để nước dùng có vị ngọt, nhưng bên cạnh đó cần sử dụng thêm một số nguyên liệu để tăng vị đậm đà. Nước dùng thơm ngon hơn, vị ngọt tiết ra từ rau củ rất nhẹ nhàng, đồng thời giúp nước dùng có mùi thơm tự nhiên. Và củ cải trắng là một trong những nguyên liệu quan trọng này. Loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, với tính thanh mát, ngọt, dễ ăn, nên củ cải trắng rất được ưa chuộng khi chế biến nên những món ngon hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, loại củ này cũng mang lại những tác dụng không ngờ cho cả sức khỏe. Khoa học đã chứng minh đây là loại rau quả có nhiều lợi ích dinh dưỡng nhất trong các loại rau củ thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Theo đông y, củ cải trắng có vị cay tính mát, khi nấu chín có vị ngọt tính bình, quy kinh phế và dị. Với những tác dụng như thế, củ cải trắng rất tốt cho cơ thể và được coi là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích về dinh dưỡng và sức khỏe. Ngoài ra, loại rau củ này khi kết hợp một số nguyên liệu để trở thành bài thuốc dân gian có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Thưa Lương Hy cho biết là đối với củ cải trắng này nè, thì trong cái củ cải trắng nó có những cái chất gì tốt cho sức khỏe, và về đông y thì nó có những cái vị thuốc gì? Dạ, trong cái củ cải trắng á, thì nó có thành phần nước là rất là nhiều nước, là 93,5 gram nước, và nó có cái protein là 0,06 gram, cũng như chất béo là 0,1 gram, chất đường là tới 5,3 gram, thì chủ yếu là đường gluco và fructo, và những cái chất khoáng như là canxi là người ta tính được là khoảng 32 milligram, phosphor là 21 milligram, cũng như sắt là 0,6 milligram, mangan là 0,41 milligram, rồi bromic 7 milligram, hay các cái vitamin thuộc nhóm B như là B1 rồi B2 rồi niacin, rồi vitamin C, đặc biệt là hàm lượng vitamin C rất là giàu là tới 25 milligram, và nhiều cái axit amin khác. Chính vì người ta đã nghiên cứu ra được như vậy thì cái củ cải trắng nó có công dụng là chữa cũng như là hỗ trợ, và trong cái điều trị bệnh, nếu mà dùng tươi á, thì nó sẽ dẫn khí đi lên, còn nếu như mà nấu chín á, thì nó sẽ dẫn khí đi xuống, và có công dụng chữa bệnh thì đặc biệt nó sẽ vào hai can, đó là can phế và vị, thì nó chữa về bổ máy hô hấp và tiêu hóa. Xin cảm ơn Lương Y Nguyễn Tấn An ạ. Thưa quý khán giả, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với những cái thông tin của Lương Y, cũng như là cái cách hướng dẫn chúng ta tạo nên những cái bài thuốc từ vị củ cải trắng này để chúng ta có thể chữa những cái bệnh thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Xin mời Lương Y ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Xuân. Củ cải trắng là mình rửa sạch, thái nhỏ và mình xay với sinh tố. Dùng cái cối xay sinh tố, mình xay sinh tố và mình hòa với một ít mật ong và một tí xíu muối. Thì mình sẽ dùng cái nước sinh tố củ cải này. Thì nó có công dụng là chữa được cái chứng nhiệt miệng là viêm họng, thì và chữa cái chứng ho đàm. Thì mình dùng có thể một ngày 2 lần, dùng trong vòng 1 tuần lễ đến 10 bữa, thì nó có công dụng rất là tốt đối với cái đường hô hấp trên. Củ cải trắng là nguyên liệu quý trong rất nhiều bài thuốc trị bệnh thông thường. Ngoài ra, củ cải trắng được ví von là nhân sâm trắng do có nhiều tác dụng trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chữa bệnh. Từ trước đến nay, việc dùng canh dưỡng sinh để phòng bệnh và hỗ trợ điều trị đã được nhiều người biết đến. Trong đó, củ cải trắng là nguyên liệu quan trọng cho món canh dưỡng sinh này. À,
bài thuốc được gọi là canh dưỡng sinh. Nó có công dụng là bồi dưỡng sức khỏe sau khi bệnh khỏi, và đồng thời nó cũng có cái công dụng là hỗ trợ trong chữa bệnh, một số bệnh về cũng là bệnh lý đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa, đặc biệt là đường tiêu hóa, và cũng như là một số cái quý bệnh nhân mà không ai mắc phải những bệnh như ung thư thì nó cũng hỗ trợ, bởi vì có một số loại bệnh ung thư thì người ta hạn chế dùng cái loại đạm giống như thịt đỏ. Thành phần chính nó là củ cải trắng. Củ cải trắng thì 250 gram, một củ cải trắng 250 gram. Và cái thành phần thứ hai đó là củ cải đỏ, là bằng phân nửa cái củ cải trắng, tức là 125 gram. Thứ ba đó là nấm đông cô. Nấm đông cô Nhật Bản thì mình khoảng hai tay như thế này là nấm đông cô Nhật Bản. Rồi cái thành phần thứ tư đó là cái vị thuốc ngu bán. Ngu bán, cái vị ngu bán này đã được thái phiến. Ngu bán thì cái liều của nó là 125 gram. Và cái cành của cái bẹ cải của trên cái đầu củ cải cũng là thành phần chính trong cái canh dưỡng sinh này là 125 gram. Thì tổng cộng mình có tất cả là 5 vị, rửa sạch và thái vừa phải, cho vào cái nồi. Thì nồi này là tốt nhất là nồi thủy tinh hoặc là nồi bằng kim loại tốt. Mình đổ vào là 2,5 lít nước, là khoảng 2,5 lít nước, nấu trong khoảng từ 1:30 đến 2 giờ, lửa vừa phải, nấu còn lại khoảng phân nửa nước, tức là còn cô lại khoảng là 1,2 lít. Thì như vậy mình sẽ dùng cái nước đó gọi là nước canh dưỡng sinh, mình dùng trong ngày thì nó có tác dụng là bồi bổ trong sức khỏe, nó lấy lại sức sau khi bệnh, cũng như là nó hỗ trợ trong cái vấn đề là chữa một số bệnh về đường hô hấp và đặc biệt là về đường tiêu hóa. Củ cải trắng 250 gram, lá củ cải 125 gram, cà rốt 125 gram, nấm đông cô Nhật Bản 2 cái, củ ngô bán 125 gram, nước 2,5 lít. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi thủy tinh, nồi đất hoặc nồi inox đun nhỏ lửa khoảng 1:30 đến 2 giờ, lấy nước uống trong ngày. Có một số lưu ý sau khi giới thiệu cái bài thuốc củ cải. Đây là cái bài thuốc canh dưỡng sinh là xuất phát từ đất nước Nhật Bản. Thì cái bài thuốc này thì hiện nay có rất là nhiều người dùng. Tuy nhiên thì có một số người đồn thổi là chữa bệnh ung thư. Mình cũng xin nói rõ thì đây không phải là cái bài thuốc chữa bệnh về ung thư, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ trong điều trị bệnh, cũng như là cái vấn đề là nó cũng như là một loại thực phẩm có chất dinh dưỡng và một loại thức ăn vị thuốc. Và đặc biệt cái lưu ý nữa là dùng cái củ cải. Thì nếu như mình dùng độc vị là củ cải, mình dùng nhiều quá là những người có cái tính tại vì nó có cái vị cay, nóng và hăng, thì nó sẽ làm có cái tính là dùng nhiều quá nó có cái tính là hơi bị nhiệt, thì mình cũng phải theo dõi dùng nhiều thì nó cũng dễ làm gây rối loạn tiêu hóa. Một cái lưu ý nữa là nó không dùng chung với lại là cái vị thuốc nhân sâm. Tôi cũng mong rằng là quý khán giả sử dụng đúng, bởi vì không thể mình dùng nhiều mà tốt, mà mình dùng có một cái liều lượng thích hợp, cũng như là nó cũng có những cái thành phần chất thì mình dùng cho đúng, thì tôi tin rằng nó sẽ đem lại một cái sức khỏe rất là tốt cho quý vị. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ,
bạn đã cùng Thuộc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.